cũng vừa ha anh? Con bự vừa mà nó chưa đẻ. Hên quá. Mới làm à. Hên quá. Mấy con chim nó không nhỏ lên đó nó còn gặp anh Tiền không có ăn tiền đỉnh nhất các bạn. Còn hết rồi anh. Dạ non thôi anh, non mở lại đi. Ủa, non á là non dán cháo cho anh Tiền. Dán cháo. Dán cháo hả? Thôi. Khỏi anh bỏ vào bùn non lại đi.